Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam quyết truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài, cho dù không có hiệp định dẫn độ. Ngày 30 tháng 10, AFA tiếng Việt cho hay, Việt Nam nói đã vận động truy bắt được 9 người tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài. AFA trích truyền thông trong nước dẫn lời Ban Nội chính Trung ương hôm 30 tháng 10 cho biết rằng, các nhà chức trách Việt Nam đã vận động đầu thú và truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài trong các vụ án tham nhũng. Những thông tin này được đưa ra trong cuộc họp của ban khi thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết các nhà chức trách Việt Nam không công bố danh tính của những người được cho là đã đầu thú hay bị truy bắt về nước từ đầu năm đến nay. AFA trích báo VN Express dẫn lời ông Đặng Văn Dũng, Phó Ban Nội chính Trung ương, nói rằng nhà chức trách cũng đang kêu gọi các trường hợp khác ra đầu thú. Cụ thể, tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Đông, một phó ban khác, cho biết ban chỉ đạo sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ quan quyết liệt vận động đầu thú, truy bắt, dẫn độ những người bỏ trốn ra nước ngoài trong các vụ án tham nhũng. AFA dẫn phát biểu của ông Đông cho rằng tất nhiên cũng còn nhiều khó khăn do những người này bỏ trốn lâu rồi, bỏ trốn ra nước ngoài và chúng ta phải tiếp tục phối hợp với các nước để thực hiện nhiệm vụ này. Cũng theo VN Express, người phát ngôn của Bộ Công an, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp như dẫn độ tội phạm, hợp tác quốc tế, ngoại giao để truy bắt người bỏ trốn. Hình ảnh Chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. AFA cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC, người nổi danh nhất trong số những người đang bị giới chức Việt Nam truy nã vì liên quan đến 5 vụ án tham nhũng khác nhau. Bà được cho là đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí cho quân đội Việt Nam đã bỏ trốn vào đầu năm 2022. Bà bị cáo buộc đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng và bị Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế. Tại buổi họp hôm 30 tháng 10, ông Hoàng Anh Tuyên đã kêu gọi bà Nhàn và những người bỏ trốn khác sớm về đầu thú để được hưởng khoan hồng. Ông Tuyên nói, những người bỏ trốn vẫn bị xử theo quy định của pháp luật và không có điều kiện tự bảo vệ mình. AFA cũng cho biết, bà Nhàn đã bị xử vắng mặt trong 3 phiên tòa trước đây vì bị cáo buộc có sai phạm trong những dự án liên quan đến hai bệnh viện ở Đồng Nai và Quảng Ninh, một trung tâm công nghệ ở Sài Gòn, với bản án tổng cộng là 30 năm tù giam. Nữ doanh nhân này cũng đang đối mặt với một bản án nữa về tội danh đưa hối lộ trong một vụ án liên quan đến công ty AIC và Sở Y tế Bắc Ninh đang được xét xử. Theo AFA, ngoài bà Nhàn còn có 7 người khác trong vụ án công ty AIC đang bỏ trốn và chịu lệnh truy nã của Công an Việt Nam. Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh. Các lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái nói rằng họ quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nhàn về nước, ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với các quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú. Vẫn theo AFA, bà Nhàn được cho là đang sống ở Đức. Nhật báo TAZ vào tháng 8 năm ngoái cho biết rằng bà có nguy cơ bị mật vụ Việt Nam bắt cóc về nước như trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh. TAZ nói rằng Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ bà Nhàn lên Sở Tư pháp Liên bang Đức nhưng bị cơ quan của chính phủ Đức từ chối. AFA nhắc lại ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chính trị gia và lãnh đạo ngành dầu khí của Việt Nam, bị mật vụ Việt Nam bắt cóc vào tháng 7 năm 2017 khi đang xin tị nạn tại Đức. Việt Nam nói rằng ông Thanh tự về đầu thú và tuyên cho ông hai án tù chung thân. Lương Tam Quang đại bại, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang thở phào. Lương Tam Quang, thuộc hạ mà Tô Lâm tin tưởng nhất, đã có chuyến đi sứ sang Berlin với hành trang là hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân và Trịnh Xuân Thanh để đổi lấy Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Lấy hai, đổi một, trong đó có sinh mạng hàng triệu người dân Việt Nam, một món quà rất lớn chỉ để đổi lấy một con mồi nhỏ bé. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ đã cho Thời báo.d biết chuyến đi của Lương Tam Quang đã không thành công. Có thể Tô Lâm suy bụng ta ra bụng người. Ở một đất nước dân chủ, chính quyền rất tôn trọng pháp luật, dù là những nhân vật có quyền lực lớn trong chính phủ, thì cũng không thể phớt lờ được tính pháp lý khi hành động. Nếu vi phạm, họ sẽ tự đưa sự nghiệp chính trị của mình vào nguy hiểm.
Bất cứ lúc nào bị phanh phui, họ cũng đều phải trả giá rất đắt cho hành động của mình. Hình ảnh Lương Tam Quang vừa có chuyến đi sứ sang Đức không thành công. Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có được quy chế tị nạn thì bà đương nhiên được luật pháp Đức bảo vệ. Ai có thể dám đứng trên luật pháp để tùy tiện giao người cho một chính quyền lưu manh như Cộng sản Việt Nam? Ở một đất nước đa đảng, đa nguyên và có dân chủ thì chỉ cần ai đó lạm quyền thì lập tức họ bị phe đối lập trên chính trường lật tẩy. Đó là yếu tố giúp cho quan chức ở các nước dân chủ phải cư xử tử tế với dân, phải biết làm việc cho đúng luật pháp. Việc bắt người giao cho nước khác là việc đơn giản đối với nhà nước Cộng sản, bởi ở đất nước này đảng đứng trên luật, cho nên Tô Lâm tưởng rằng nước Đức cũng như Việt Nam, chính quyền muốn làm gì thì làm. Tô Lâm nghĩ mọi cách, thậm chí mang cả sinh mạng hàng triệu người dân ra để làm quà trao đổi. Điều đó cho thấy Tô Lâm quyết tâm như thế nào trong việc hạ bệ đương kim thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Khi dùng món quà lớn để đổi lấy bà Nhàn, Tô Lâm muốn dùng một mũi tên xuyên hai mục đích. Thứ nhất, ông hạ được kẻ thù khó chơi nhất là Phạm Minh Chính. Thứ nhì là hạ luôn được thế mạnh nhất trong quân đội để đưa Hoàng Xuân Chiến lên. Thử tưởng tượng nếu cả Phạm Minh Chính và cả Phan Văn Giang đều rụng, thì Tô Lâm được gì? Tô Lâm sẽ là ứng viên duy nhất cho ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031. Tin Lương Tam Quang thất bại trong chuyến đi Đức lần này là một tin vui cho Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Thất bại trong việc dẫn độ bà Nhàn, xem như Tô Lâm bế tắc trong việc triệt hạ Phạm Minh Chính. Hành động lần này của Tô Lâm được xem là liều lĩnh, bởi một khi bất thành, phe Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính có thể sẽ phản công, khiến Tô Lâm bị mất uy tín hơn trong bộ chính trị. Và thêm nữa, mối thâm thù giữa Tô Lâm và hai nhân vật kia sẽ ngày một đậm hơn. Phan Văn Giang đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông đang bệnh nặng, nhưng cũng đã chuẩn bị cho Nguyễn Tân Cương thay thế nếu xảy ra tình huống xấu. Nghĩa là dù Phan Văn Giang có bị Tô Lâm tấn công vì yếu tố sức khỏe, thì ông Giang cũng không muốn để Bộ Quốc phòng rơi vào tay Hoàng Xuân Chiến, đồng minh của Tô Lâm. Hình ảnh Phạm Minh Chính vẫn không sao, dù Tô Lâm tìm mọi cách. Đáng nói là trong cuộc chiến này, ông Giang phải lăn xả để tự bảo vệ mình, bảo vệ đồ đệ ở Tổng cục 2. Điều đó vô tình bảo vệ luôn Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một khi Bộ Quốc phòng đã gồng mình lên để chống đỡ thì phe công an của Tô Lâm cũng bất lực. Xem ra Tô Lâm cũng phải đầu hàng trước Phạm Minh Chính. Phương án bắt cóc là không khả thi, trao đổi bằng quà lớn cũng không xong. Vậy còn đường nào để Tô Lâm có thể moi ra được tử huyệt của Phạm Minh Chính? Xem ra Tô Lâm đã hết cách, có lẽ chỉ còn cách hạ nhau bằng những liều thuốc bí ẩn nào đó thì may ra. Còn cách dùng hồ sơ đen thì không thể thành công trước một Phạm Minh Chính lì đòn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Lương Tam Quang đại bại, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang thở phào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.